Tâm vừa mới về một con Vios lướt anh chị. Lướt ở đây chứng minh được là cái xe nó còn mới và nó sử dụng rất là ít. Dùng từ lướt nha. Xe này chạy 10.000 cây số, lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ. Toyota Vios đời 2021 form mới anh chị. Đúng 10.000 cây. Mới bảo dưỡng cách nay mười mấy ngày. Nhắc bảo dưỡng tới móc 14.000. Có nghĩa là 4.000 là đi bảo dưỡng một lần. Đăng kiểm xe này thì còn tới tháng 1 năm 2024. Xe này thì sản xuất và lăn bánh là tháng 7 năm 2021. Form dáng mới rồi anh chị. Form mới dáng mới rồi. Tâm chốt cho anh chị là 425 triệu ha. Anh chị thấy không? 425 triệu 10.000 cây số. Được trang bị đồ chơi đầy đủ rồi. Quyền che mưa, tay nắm cửa, phim cách nhiệt, ghế da theo xe, màn hình Android, cam ve, cam hành trình, đầy đủ hết các tính năng anh chị ơi. Mình đi mua xe mới thì không có những cái thứ mà Tâm vừa kể ha, tất cả đều phải đầu tư thêm hết. Xe này có cảm biến ve luôn nha anh chị, một cái body cản sao, nhìn cái xe nó rất là duyên dáng và cá tính nha. 10.000 cây số, 5 giỏ theo xe, bánh dự phòng chưa có sử dụng nha anh chị. Nếu mà xe này mà sai cây số thì bên Tâm chịu nha. Xe này nó rất là chuẩn bởi vì nó có lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ. Mới bảo dưỡng nay 10 ngày. Anh chị nhìn cái xe nó mới. Sơn rin em này thì Tâm nghĩ là chưa có tốt chỗ nào hết. Nó còn 99% nước sơn rin anh chị. Chưa thấy cái dấu hiệu tốt chỗ nào hết. Mình thùng nước sơn thẳng băng, thẳng tắp. Mới tinh. Cái máy là mới 7 màu luôn. Thậm chí không cần phải rửa luôn. 10.000 cây anh chị. Chưa rửa, chưa vệ sinh gì hết. Mua những cái xe mới này nó khỏe người lắm, khỏi phải suy nghĩ. Đây, 4 thắng đĩa ABS. Heo dầu còn mới tinh 7 màu. Quá mới anh chị ơi. 10.000 cây thì anh chị cũng biết ha, mặt ca lăng mới nha. Mà cái lăng nó bự hơn và nó có đèn gầm rin theo xe. Biển số 60 Đồng Nai nha. 99304. Sản xuất 2021 anh chị. Form mới rồi ha, cái mâm mâm đen là biết form mới rồi, mâm đen phay là biết form mới rồi. Ghế da rin theo xe, trần nỉ nguyên rin, sử bảo dưỡng hãng là định kỳ luôn nha anh chị, từng phiếu luôn, tháng 2 bảo dưỡng nè. Tháng 2 là nhắc mà móc 10.000 nè. Xong rồi tới tháng 3 nè. Xe này khách mới bảo dưỡng nha anh chị. 10.000 cây. Đúng 10.000. Sản xuất 2021 nha. Bên Tâm có đổi bù trừ xe cũ lấy xe mới nha anh chị. Cũ mới gì cũng đổi được hết.
đừng có xe tệ quá thì Tâm không nhận thôi. Xe còn khá, sử dụng tốt và ít lỗi lầm là Tâm nhận. Xe bèo quá thì nhận về bán cho ai? Mình lừa lừa về bán lừa cho người ta nữa. Y như thường có những trường hợp mà mình bị hớ, bị gạt á, thì mình tìm cách chuồn luôn, chứ giờ mình bị lừa cũng như là mình bị người khác lừa rồi mà giờ bán cho khách nữa, mình lừa ngược lại họ. Nên bên xe Tâm thì nó rõ ràng lắm, xe nào lỗi thì Tâm đọc lỗi luôn, lỗi A, B, C, D, D là Tâm đọc luôn để nhà mình tự cân nhắc và sử dụng nha. Nói mà xe không bao giờ bán xe lỗi á, thì nó cũng không có đúng. Có nghĩa là có một số trường hợp là khách hàng cũng không có quan trọng quá vấn đề ở chỗ lỗi nhẹ, thì mình cứ thực tế với nhau nó dễ, thuận mua vừa bán. Xe nào lỗi thì Tâm đọc lỗi luôn, xe nào riêng thì nói riêng, chứ mình đừng có đem xe lỗi ra bán xe riêng thì nó quá tội lỗi rồi. Xe này đẹp lắm anh chị ơi, mới, nếu mà tính mức độ mới của em nó thì còn 98% nha, nước sơn zin là 100% luôn á, bánh dự phòng này chưa xài nè. Bánh chưa xài, gầm thì 7 màu nha anh chị, vỏ theo xe, còn dây cui, bánh dự phòng chưa xài, ở đô đúng 10.000, xài Tâm chịu hết. Bởi vì xe nó có lịch sử bảo dưỡng hãng, và cái vỏ nó còn mới vậy nè, hồi đúng không ha. Chạy êm, xe mà mới vậy mình lên mình chạy thích lắm. Mới tinh, êm ru. Và anh chị cũng thấy nội thất của nó nè. Nội thất là ghế da. Ốc tán 7 màu. Nó mới xanh lè xanh lét luôn anh chị, khỏi phải bàn, miễn chơi nha anh chị nha. Đây là con xe trên cả tuyệt vời, có màn hình Android rồi, hết rồi. 425 triệu anh chị, 2021, số sàn bảng E, 4 tháng ABS, gương gập điện auto tích hợp xi nhan, cân bằng điện tử, túi khí an toàn, được trang bị đầy đủ trang thiết bị rồi, anh chị không cần phải đầu tư nữa, và 100% là nguyên zin, chưa tháo bất cứ kể một con ốc nào hết, còn mới 7 màu, xe gia chủ đi cực kỳ kỹ luôn, sơn zin 99%, được trang bị full option, đồ chơi đầy đủ, không thiếu thứ gì, lót sàn 6D, trần nguyên zin. Lịch sử bảo dưỡng hãng có. Ở đô 10.000. 477 cây. Qua lăng như mới, cục số như mới. Màn hình. Màn hình lớn Covax. Cam trước, cam sau đầy đủ. Trần nỉ nguyên zin ha. Xe này mới lắm, còn thơm mùi xe luôn á anh chị. Chìa khóa dự phòng chưa xài. Khóa dự phòng chưa xài nè. Thẻ SIM 4G nè. Màn hình Android. Cam trước, cam sau, đồ chơi. Cân bằng điện tử. Gập gương auto. Rất là mới nha anh chị nha.
2020 đổ lên là nội thất màu đen nha. 2019 thì nội thất màu kem. Từ 2020 đổ lên là nội thất màu đen. Một chủ mua mới biển Bình, biển Đồng Nai. Chưa rửa, chưa vệ sinh gì hết nha anh chị. Và Tâm cam kết với anh chị nhà mình là đúng 10.000 cây. Tí nữa Tâm sẽ vệ sinh bình ắc quy này, bình khô, 4 phân đĩa ABS. Cửa cốp cabo chưa mở và cái xe nó còn mọc mạc nguyên ở trong trong dân ra, chưa rửa, chưa vệ sinh gì luôn, bởi vì nó mới tinh nè. Cũng không cần phải rửa nhiều nữa, chút xịt sơn nước lạnh cái được. Bụi anh chị. Bụi nè. Thấy không? Này rửa ra mới 7 màu luôn. Bởi vì xe Đồng Nai, Bình Dương, thành phố đẹp đó. Rửa ra một cái là nó mới 7 màu luôn. Nhớt nè, nó trắng phiếu luôn. Nhớt mới anh chị. Mà cái máy mới dữ lắm. Cái máy này bảo đảm ở trong nó mới trắng tinh ở trong á. Ốc tán nè. Anh chị em có nhu cầu mua xe này thì liên hệ Tâm nha. 0917 215 512 và 0974 83 5522. Và số tiếp theo nữa là 0777 061 061 cho con xe Vios bản E. Nó mới 98%. Vừa mới xuất hiện tại ô tô Duy Tâm. Mới hoàn toàn anh chị. Quá mới. 10.000 cây số thì anh chị nghĩ đi. Trong tình trạng đang ru đai. Tổng khởi lùi lại cho anh chị 1-2 triệu lọc nha. 425 có thể bớt cho anh chị 2 triệu 423. Anh chị nhu cầu thì alo Tâm để sở hữu em đó ha. Xe mới lắm. Xe này em nó mới tới còn 98%. Không có gì để bàn thêm và không có gì để mô tả thêm nữa hết. Một con xe quá tuyệt vời. Chờ anh chị đến để đón em nó về. Phục vụ gia đình là nhất ha. Màu sơn là màu ghi bạc nha anh chị. Rồi Tâm xin kết thúc video đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn nha. Một con Vios quá mới 2021 số sàn bản E 423 triệu. Chờ anh chị đến đón em nó về ha. Tâm xin kết thúc video đây. Xin hẹn gặp lại nha.